Dịch vụ truyền thông là một doanh nghiệp hoạt động dưới các hình thức dịch vụ. Là một kế toán trong công ty, các bạn cần phải hiểu hết được tất cả các công việc của một kế toán, từ việc hạch toán phân bổ các chi phí của mảng dịch vụ truyền thông, cho đến thực hiện việc tính giá thành lên các tờ khai. Khóa học của Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tự tin, thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết được những khó khăn trong công ty truyền thông, va chạm và xử lý các tình huống thực tế. Các nội dung chính trong khóa học kế toán công ty truyền thông sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ. Các bạn sẽ được hiểu về cách bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, kiểm tra đối chiếu lại các số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai, chúng ta sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ, bao gồm phản ánh liên quan đến doanh thu của công ty truyền thông, cách hạch toán và tách các tài khoản doanh thu của mảng dịch vụ, cách hạch toán và bóc tách các chi phí với nhiều mảng dịch vụ trên một hóa đơn, các chi phí liên quan đến mua tài sản và công cụ dụng cụ, thực hiện việc khi tăng và phân bổ chi phí vào từng bộ phận, các nội dung liên quan đến ngân hàng và sổ quỹ tiền mặt, tập hợp các chi phí, thực hiện việc tính giá thành của mảng dịch vụ, thực hiện việc lập tờ khai thuế, kiểm tra đối chiếu sai sót và hướng dẫn điều chỉnh. Với nội dung thứ ba, chúng ta sẽ đi vào thực hiện lên báo cáo tài chính, cân đối hệ thống lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối trước khi lên báo cáo tài chính, tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi lập bảng cân đối tài khoản, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối các số liệu, thực hiện việc lập tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đối chiếu và điều chỉnh các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, và thực hiện việc lên báo cáo tài chính, in sổ sách lưu trữ nội bộ và kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học trong công ty mảng dịch vụ truyền thông. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng, trang web ketoanviethung.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.